Nikon 2 thì hiện tại shop đang nhận một chiếc AB2020. Anh em nhìn xe này, chưa lắp biển nữa nha. Tới shop là đồ công tắc tắt máy và công tắc tắt tắt đèn này anh em nha. Để rõ anh em ghé qua test cho anh em xem luôn. Như xe AB thiết kế của nó là không tắt được đèn, nhưng hiện tại bây giờ là tắt đèn rồi, được đồ lại ở tại shop. Bây giờ mình bật rõ cho anh em xem là mở đèn này. Đó, là mở đèn, bây giờ mình tắt đèn này. Đó, bây giờ chế độ phát sinh cho anh em xem này. Đấy, bây giờ bật đèn lên lại. Đó, pha cốt bình thường như zin theo xe. Sử dụng nút zin anh em nha, nút zin này. Chỉ có thêm công tắc là phát sinh của xe đấy đấy, phát sinh đấy, phát sinh đấy. Pha cốt bình thường, tắt đèn bằng một nút nhấn như zin. Chiếc xe này còn thêm là tài shop là còn lắp thêm chế độ đó là tinh tông và hai giáp. Anh em nhìn rõ để mở xem chút này. Đây, bây giờ mình bật xi nhan này. Đấy, tiếng tinh tông anh em nghe chưa? Bên này. Bây giờ mình bật chế độ hai giáp này. Đấy, bốn bóng đều nháy. Sử dụng công tắc zin luôn. Theo xe sử dụng công tắc zin theo xe. Đi dây anh em nhìn này, mình đi dây rất kỹ càng, không chống vào nước. DJ rất ok.